Alamaz. Zokantar. Olmus. Zokantar. Zokantar. Alamaz. Zokantar. Zokantar. Olmus. Olmus. Zokantar. Donna E. Donna E. Zokantar. Zokantar. Alamaz. Zokantar. Zokantar. Và một trận đấu trước thì gần như là pan của chúng ta quá khỏe và Hoàng Mai Nhí biết cách dứt điểm bằng cách trận đấu về mặt thời gian rất nhanh và gọn. Bây giờ trong trận đấu thứ hai và trận đấu thứ ba, tỷ số hiện tại trong trận đấu thứ tư đang là 1-1. Và trong trận đấu này thì Gandhi là người cầm quân ekip và Foresian của chúng ta rơi vào tay cầu thủ Hoàng Mai Nhí. Họ xét về mặt quân thì Hoàng Mai Nhí là người dễ đánh hơn, và mặc dù bên đội bạn là chất cung tuyển ekip, Foresian vẫn được đánh giá vẫn là cửa cao hơn và sáng hơn ekip là rất nhiều, trừ khi bài ekip gọi siêu mắc binh thôi. Thông thường bài ekip đấy sẽ là một cái bài ép đời rất khó. Foresian thì loại nông dân nó rất là đặc biệt, nó dựa vào cái tỷ lệ chặt gỗ nhanh, xây đóng nhà gì cũng nhanh. Và đặc biệt là Foresian lên xong xoay chuyển tình thế, xoay chuyển quân và cơ cấu phát triển nhà rất tốt. Và hiệu đầu của Hoàng Mai Nhi không dê được về. Và bây giờ thì Hoàng Mai Nhi có đôi voi, vẫn tăng cường được khả năng ép đời hai chuẩn của mình. Ta không biết là hiệu đầu của Hoàng Mai Nhi ở đâu đây. Cạnh vị trí bãi vàng vẫn đang chú trọng chặt gỗ và câu voi, đóng BS sớm. Thằng Foresian đúng là đóng BS đầu, không khác gì Seng cả. Trong phút thứ tư cũng đã đủ gỗ đóng BS rồi. Mà thực ra trong trận đấu này được gỗ của Hoàng Mai Nhi cũng không hề gần. Đó là lý do mà tại sao mình vẫn luôn đánh giá rằng Foresian là người dễ đánh hơn so với Egypt, mặc dù là Egypt là chất cung tuyển. Có bãi quả phụ, một cái xe giò báo hiệu rằng là nhà Gani hướng vị trí 6 giờ đến 7 giờ là khá cao. Không biết có đúng không? Hay là một cái xe giò hướng đi thẳng, nhìn cái hướng đi của cái xe giò cũng chưa chắc là 6 giờ đến 7 giờ. Cái hướng xe nó dừng lại, nó cảm giác kiểu nó quay đầu cơ. Nó khả năng thì hướng 6 giờ đến 7 giờ là cao hơn. Vẫn chưa dám chắc là nhà hướng ăn đi ở đâu, chỉ là phán đoán thôi. Ít ra là một bài đủ đồ dành cho Hoàng Mai Nhi đã. 2-3 dần. À, chốt thêm e và chúng ta vẫn tiếp tục đẩy dần. 25 dần đến từ bài của cái thủ Hoàng Mai Nhi rồi. Hai làm dần và cố gắng ép đời như Seng nào. Cái việc mà chúng ta đóng ép đầu rất sớm thì chúng ta vẫn có cơ hội kích đời được như Seng là chuyện rất là bình thường thôi. Nếu các bạn chơi đế chế, các bạn để ý kỹ và ngoài tài nguyên đủ ra hay không thì bạn muốn ép đời sớm phải dựa vào cái BS đầu. BS đầu bạn đóng sớm được thì cái tỷ lệ bạn lên đời sớm nó vẫn là chuẩn. Chứ S đầu mà đóng muộn thì tỷ lệ ép đời sớm nó rất là khó. Cái S đầu chúng ta đóng sớm, chúng ta có lực gỗ, chúng ta có thể đi đóng các vị trí nhà khác một cách thoải mái. Gần đi cộng cả xe giò là bao nhiêu? 19% à? 29% thì vẫn là một bài xấu thôi. Và cái xe giò thì giỏi lắm thì cái bóng xe giò nó nhỏ lắm, giỏi lắm thì được cộng 5-7% chứ không được nhiều đâu. Có thể con xe giò đi tua 2 lần thì giỏi lắm thì lên được độ tầm 10%. Chưa đủ. Kích nào, kích. 10-19 với lực là 25 dân. Ok.
Vâng, trong thời điểm này mà quý vị khán giả mà tiếp tục mà ủng hộ và chia sẻ nguyên thủ Hoàng Mai Nhi và anh em có thể là chat trên fanpage của nguyên thủ Hoàng Mai Nhi. Mình xin phép được đọc tên và cảm ơn quý vị khán giả và tiếp tục ủng hộ. À, có anh em nào vừa mới chia sẻ ủng hộ cho Hoàng Mai Nhi không ạ? Thời điểm bắt đầu thì anh em chia sẻ ủng hộ cho Hoàng Mai Nhi là tương đối tốt rồi. Mà anh em nhớ chia sẻ thì chúng ta mỗi một nhóm chia sẻ chúng ta có một câu comment và thêm một dấu chấm. Rồi sang một nhóm khác chúng ta thêm dấu phẩy thì chúng ta sẽ không bị cái lỗi spam. Hai mươi bảy dân đến từ Gani. Ôi dù có đôi voi ăn hoang à. Vâng, xin cảm ơn bạn Phạm Nam Khánh. Vâng, xin cảm ơn bạn Tuấn Cậu. Cậu Tuấn chính xác là như thế. Ở Facebook nó đọc hơi ngược tên một tí. Và những tên bút tê của Hoàng Mai Nhi đang bắn vào những cái tên dân đi ăn hoang của gắn thủ Gani. Vâng, xin cảm ơn Hoàng An. Vâng, đánh chém à. Hay là đánh hôn mã đây. Có đào vàng. Đào vàng khả năng này là dâng lờ rồi. Khả năng nhà lờ cũng chỉ quanh quẩn gần dân ăn hoang thôi. Họ đánh một đòn công 5 ăn 5 thua đối với cả bài của Hoàng Mai Nhi. Vâng, xin cảm ơn Vuga. Vâng, chia sẻ nhưng vẫn bị khóa đúng không ạ? Chúng ta bị cái lỗi spam đấy. Nhưng không sao, chúng ta chỉ mất một tầm tuần thôi. Và chúng ta vẫn đang khung ruộng một cách an toàn. Giáp dùng đủ hết chưa? Đang về bắt con giòi đi nào cho dễ đánh. Con giò này không cho nó thoát. Tơn hai chúng ta sẽ đứng bảo kê vị trí khe rừng. Chẳng nghe là không chết, chẳng nghe là không chết. Một L à? Một L thì được đấy. Không biết là Gunny có lực có khỏe để mà xoay bài kiểu một L kẹp khung giờ luôn hay không. Còn đánh bài một L thì cảm giác là hơi yếu. Thông thường người ta đi răng L người ta chém phủ đầu là bằng 2L. Hạ cũng nhanh tiêu diệt gọn chứ ít khi người ta đánh 1L lắm. Và xin cảm ơn Vũ Quang Dũng là người chia sẻ. Rồi xin cảm ơn Quân Nguyễn. Quân Nguyễn Hoàng An cũng là người chia sẻ hết. Rồi những tờ điều giờ tốt đến từ Hoàng Nguyễn Thủ Hoàng Mai Nhi. Gunny cũng là người đếm máu nhưng Hoàng Mai Nhi chưa mất một khung giờ nào cả. Hai khung giờ của Hoàng Mai Nhi còn đang dớm máu. Hoàng vẫn đang đi ăn hoàng đôi voi. Dân cũng có bánh xe rồi. Những thời điểm đầu thì có lẽ rằng Gunny lực không nhiều. Họ chỉ sóc được một BL, sau này cũng vẫn là cục xúc tăng thêm BL thôi. Số lượng công của Hoàng Mai Nhi đủ để thoải mái có thể đỡ nhà một công thủ toàn diện được. Một cái BE cạnh vị trí bãi đá sát biên bản đồ nữa thôi là chúng ta có thể kín được được. Còn bãi đá nữa. Bắt đường tơn đi lạc đà công của thủ Gunny khá tốt và nhạy cảm từ người thủ Hoàng Mai Nhi. Vẫn đang điều giờ hay, vẫn đang điều giờ hay và chúng ta giết được khá nhiều lạc đà. Cung của chúng ta vẫn chưa mất con nào, quyết luôn chưa? Quyết chưa? Và tỷ số là 2-1 trong trận đấu thứ tư. Rất bình tĩnh điều giờ thôi. Nhưng cái kỹ năng xử lý của game thủ Hoàng Mai Nhi của chúng ta vẫn đạt đến mức hoàn hảo. Và xin chào Kỳ Thảo. Và Kỳ Thảo gửi lời chào tới 500 anh em. Và xin chào Đinh Trung. Và Kỳ Thảo và bạn muốn chia sẻ hiện ra thì bạn có thể là phải chia sẻ trên trang Facebook cá nhân. Và bạn muốn là tránh trường hợp bất tiện với bạn bè thì bạn có thể ẩn đi. Và sau đó thì bạn chia thêm một ít chia sẻ thêm một ít hội nhóm là bạn sẽ có được hiện ra cả là người chia sẻ.